Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em Thái Hòa 88 lại xin phép được giới thiệu tới quý anh chị một mẫu xe siêu siêu hot trong phân khúc C, đó là chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 số tự động, bản facelift đấy ạ, sản xuất đăng ký năm 2017, xe màu đen một chủ từ đầu biển gốc thành phố luôn anh chị nhé. Việc đầu tiên thì em vẫn mời quý anh chị đi một vòng quanh xe để có thể cảm nhận hết được cái vẻ đẹp của ngoại thất của em nó đang còn zin tới mức bao nhiêu anh chị nhé. Hôm nay thì thời tiết hơi mưa nên thành ra là em lại không nên ra ngoài quay được, đành xin lỗi quý anh chị quay ở trong nhà một chút. Về cảm quan, mắt của em sơn zin con này còn khoảng 80%. Đấy, em thì nhận xét rất là thật thôi, sơn zin còn khoảng 80%. Lốp theo xe thì vẫn rất là đẹp luôn anh chị nhé. Đó, cái không gian em quay ở trong nhà này thì có vẻ nó hơi bị chật một chút, nó không được thoải mái khi xếp ra ngoài, nhưng hôm nay trời mưa quá. Cái thiết kế Kodo của Mazda ở trên chiếc Mazda 3 màu đen này thì em thấy vẫn rất là đẹp. Màu đen vẫn là đẹp. Em thì em chỉ hơi kỵ màu bạc thôi, chứ còn màu này thì vẫn rất là đẹp anh chị nhé. Đó, màu đen, sơn zin còn khoảng 80%. Xe thì nguyên bản, không độ đẽo gì cả. Chủ xe rất là giữ gìn, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng luôn anh chị nhé. Đó, anh chị có thể thấy là cái nước sơn của xe vẫn rất là đều màu và ok. Rồi, tiếp đến mình sẽ đi chi tiết từng phần một của chiếc xe. Nhất là ví dụ là phần đèn này, đèn chiếc xe, đèn thì vẫn rất là mới luôn anh chị nhé. Đèn rất là mới này, mặt ca lăng vẫn là nguyên bản, chưa độ đẽo gì cả. Đó, tiếp đến là xem phần sơn si của xe. Đây, như anh chị có thể thấy, ở đây thì nó hơi móng nên anh chị không thể nhìn thấy hết được cái vẻ đẹp của em nó. Nhưng mà sơn si theo mắt cảm quan của em vẫn rất là ok, vì anh chị không phải làm lại chỗ nào cả. Vì xe về em đã có spa, em đã sơn lại một chút cho ba đợt sốc và cốp sau rồi, nên là không vấn đề gì cả. Anh chị chỉ việc lấy xe về và đi thôi. Đây, sơn si của xe vẫn còn rất là ok anh chị nhé. Tiếp đến là khu vực lốp xe thì vẫn dùng lốp Bridgestone Turanda. Đây, lốp này anh chị đi thoải mái luôn nhé. Xe mới chỉ chạy 5,5 vạn km zin. Đó, đây, lốp xe vẫn còn rất rất đẹp. Đó, phần tay nắm cửa xe thì vẫn được trang bị Smart Key này. Phần cốp xe thì vẫn được đã được chủ cũ lắp thêm cái đuôi cá rồi, trông rất là thể thao và sành điệu. Đây, cùng tiến vào khu vực nội thất của xe. Đó, một chiếc xe đến bước sang năm thứ tư sử dụng, một chủ từ đầu, mà ghế giả Mazda vẫn còn được như này. Đó, vẫn được căng bóng như này. Anh chị thấy không? Ghế da này, hay là cần số này, ghế phụ này, vẫn rất là căng anh chị nhé. Ghế Mazda được như này đẹp quá còn gì nữa, đúng không ạ? Đó, phần táp ly cánh cửa. Cái bản facelift này là bản phanh tay điện tử anh chị nhé. 27 vẫn có hai bản. Đó, đây, hàng ghế sau của xe vẫn còn rất là mới, khá là rộng rãi anh chị nhé. Da rẻ vẫn còn rất là ok luôn. Đó, nó không bị bạc màu hay là bị nhăn nhúm như những xe chạy nhiều đâu, tại vì xe này mới chỉ chạy 5,5 vạn km thôi. Cùng tiến sang phía ghế phụ để xem độ đẹp của em nó còn đến bao nhiêu. Đây, ghế phụ rất rất mới. Đó, anh chị thì tự đánh giá nhé, tự đánh giá bằng mắt cảm quan của mình xem xe còn độ đẹp tới bao nhiêu thì anh chị hãy để lại dưới comment nhé. Đây, cũng cho anh chị xem qua một chút keo chỉ của xe. Thật ra là những cái phần này là bọn em rất là ít khi quay lên clip, vì là xe về bọn em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Và xe mua thì anh chị có thể mang ra hãng thoải mái hoặc là gara quen thoải mái. Bên em là check theo chỉ định của khách hàng. Đó, keo chỉ là vẫn còn zin hết. Đây, ni lông chỗ này còn chưa bóc luôn anh chị nhé. Ni lông còn chưa bóc. Đây, ốc cánh cửa đây. Đó, ốc cánh cửa tất cả vẫn còn zin. Đây, tất cả keo chỉ đều còn zin. Xem nào, phần cốp xe xem nào. Đó, đây, anh chị yên tâm nhé, bên em xe mua bán về đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Bên em vẫn là người rơi tiền trước, đúng không ạ? Có thiệt là thiệt với bọn em đầu tiên. Và
Còn em không ham gì mua xe lỗi về làm rồi là được thêm, được lợi thêm 10-20 triệu, nó không xứng đáng với cả lương tâm nghề nghiệp chúng em. Đấy, tất cả keo chỉ vẫn còn rất là đều và đẹp. Đó, anh chị thấy không ạ? Thì hiện tại chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 Felix số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2017, chạy một chủ từ đầu, biển gốc thành phố, chạy 5,5 vạn km, đang được em Thái Hòa 88 giao bán với giá là 568 triệu đồng. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho mẫu Mazda 3 Felix 2017. Đó. Xe này thì về Hà Nội anh chị, quý anh chị sang tên không mất 20 triệu tiền biển anh chị nhé. Và bên em hỗ trợ bảo hành động cơ số trong vòng 1 năm cho quý anh chị. Xe thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng 70% giá trị xe anh chị nhé. Trước khi anh chị nhận xe, bên em sẽ tặng một gói bảo dưỡng động cơ cấp 4, nghĩa là thay dầu mỡ rồi vệ sinh buji ống hút các kiểu cho anh chị, về chỉ việc đi thôi. Đó. Thì xe này đến thì bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá thêm cho anh chị. Nha anh chị, yên tâm anh chị nhé. Anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc qua Facebook cá nhân của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Cửa hàng em thì ở địa chỉ số 5 đường Khánh Toàn anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.